Hàn Quốc đẩy mạnh hợp tác phòng chống tham nhũng. Trưởng ban nội chính Trung ương Phan Đình Trạc nhấn mạnh, việc ký kết và thực hiện bản ghi nhớ hợp tác về phòng chống tham nhũng giữa ban nội chính Trung ương và Ủy ban chống tham nhũng và quyền công dân Hàn Quốc là khẳng định cam kết mạnh mẽ của hai bên nhằm nâng cao hơn nữa tính thực chất, toàn diện và hiệu quả hợp tác giữa hai nước trong công tác phòng chống tham nhũng. Ngày 23 tháng 5, tại trụ sở ban nội chính Trung ương, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban chống tham nhũng và quyền công dân Hàn Quốc ACRC Jeong Seung-yoon làm trưởng đoàn đã hội kiến đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, Đảng Cộng sản Việt Nam. Cùng dự có đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Nội chính Trung ương và các đồng chí lãnh đạo các vụ, đơn vị Ban Nội chính Trung ương. Tại buổi hội kiến, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc bày tỏ vui mừng được gặp và chúc Phó Chủ tịch ACRC Jeong Seung-yoon cùng đoàn ACRC có chuyến thăm, làm việc thuận lợi, hiệu quả tại Việt Nam. Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc khẳng định Việt Nam và Hàn Quốc có nhiều điểm tương đồng về lịch sử, văn hóa. Với việc hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện, quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc đang tiếp tục phát triển tốt đẹp và ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả trên các lĩnh vực, tin cậy chính trị được tăng cường. Việt Nam đánh giá cao chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hàn Quốc, trong đó xác định Việt Nam là một đối tác trọng tâm. Việt Nam cũng hết sức coi trọng quan hệ hợp tác với Hàn Quốc, nhất là về kinh tế, thương mại và đầu tư, đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh quốc gia. Hàn Quốc hiện là một trong những đối tác thương mại, đầu tư hàng đầu của Việt Nam. Trưởng ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh, tương lai quan hệ hợp tác Việt Nam và Hàn Quốc phụ thuộc rất nhiều vào sự hợp tác năng động, sáng tạo, hiệu quả của các cơ quan, tổ chức và cá nhân hai nước. Việc ký kết và thực hiện bản ghi nhớ hợp tác về phòng chống tham nhũng giữa ban Nội chính Trung ương và ACRC chính là sự cụ thể hóa, khẳng định cam kết mạnh mẽ của hai bên nhằm nâng cao hơn nữa tính thực chất, toàn diện và hiệu quả hợp tác giữa hai nước trong công tác phòng chống tham nhũng. Đồng chí Phan Đình Trạc cho rằng, thời gian qua, về cơ bản, hai bên đã nỗ lực triển khai và đạt nhiều kết quả quan trọng đối với các nội dung cam kết theo tinh thần bản ghi nhớ. Những kinh nghiệm hay, có hiệu quả của Hàn Quốc đã và đang được Ban Nội chính Trung ương nghiên cứu, chọn lọc để đề xuất áp dụng phù hợp với thực tiễn của Việt Nam. Tin tưởng chắc chắn rằng trong thời gian tới, quan hệ giữa hai cơ quan sẽ có bước phát triển mới, năng động, hiệu quả, góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc. Phát biểu tại buổi hội kiến, Phó Chủ tịch ACRC Jeong Seung-yoon thay mặt đoàn đại biểu cấp cao của Ủy ban chống tham nhũng và quyền công dân Hàn Quốc cảm ơn sự tiếp đón trang trọng và tình cảm của lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương. Phó Chủ tịch ACRC khẳng định, Hàn Quốc và Việt Nam có bối cảnh lịch sử tương đồng cho nên người dân hai nước khá thân thiết và gần gũi. Tại Hàn Quốc đang có rất nhiều người dân Việt Nam sinh sống và làm việc, trong khi đó tại Việt Nam cũng có rất nhiều người Hàn Quốc đến đầu tư, kinh doanh. Họ chính là cầu nối và cũng sẽ đặt nền móng cho sự phát triển quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Phó Chủ tịch ACRC Jeong Seung-yoon nhấn mạnh, hai cơ quan ACRC và Ban Nội chính Trung ương đã chính thức thiết lập quan hệ thông qua bản ghi nhớ hợp tác vào năm 2010. Đến nay đã bước vào năm thứ 15. Trong suốt thời gian đó, hai bên đã tạo được sự tin tưởng lẫn nhau và tin rằng trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục đạt được nhiều kết quả hơn nữa trong việc hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, góp phần phòng chống tham nhũng hiệu quả, đồng thời góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ giữa hai nước. Cùng ngày, tại Hà Nội, đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Nội chính Trung ương đã chủ trì buổi hội đàm với đoàn Ủy ban chống tham nhũng và quyền công dân Hàn Quốc do Phó Chủ tịch ACRC Jeong Seung-yoon làm trưởng đoàn. Phát biểu tại hội đàm, Phó trưởng ban thường trực Ban Nội chính Trung ương Nam Võ Văn Dũng khẳng định, Ban Nội chính Trung ương đánh giá cao quyết tâm của ACRC và chính phủ Hàn Quốc về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực để xây dựng Hàn Quốc thành một quốc gia phát triển với sự liêm chính rõ ràng cũng như bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân Hàn Quốc. Phó trưởng ban thường trực Ban Nội chính Trung ương bày tỏ ấn tượng đặc biệt với cách làm và kết quả đạt được của ACRC như ban hành luật cấm nhờ và năm 2016, luật ngăn ngừa xung đột lợi ích năm 2022, đánh giá rủi ro tham nhũng đối với các luật và quy định được ban hành của cơ quan chức năng Trung ương và các tổ chức công, cải tiến toàn diện hệ thống đánh giá liêm chính, xử lý nhanh và nghiêm khắc đối với nhiều trường hợp và hành vi tham nhũng. Đồng chí Võ Văn Dũng đề nghị hai bên cần duy trì việc trao đổi đoàn hàng năm giữa hai cơ quan, tăng cường trao đổi tài liệu, họp trực tuyến về những quy định mới, luật mới về phòng chống tham nhũng tiêu cực, về kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả trong công tác phòng chống tham nhũng, để tiếp tục nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai bên trong công tác phòng chống tham nhũng, góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam Hàn Quốc. Ban Nội chính Trung ương, Đảng Cộng sản Việt Nam và Ủy ban chống tham nhũng và quyền công dân Hàn Quốc thống nhất gia hạn bản ghi nhớ hợp tác về phòng chống tham nhũng đã được ký kết với ACRC trong giai đoạn tiếp theo 2024 đến 2026. Ban Nội chính Trung ương mong muốn hai bên tổ chức nhiều hoạt động hợp tác cụ thể, thiết thực, hiệu quả hơn nữa.
qua đó góp phần tiếp tục phát triển quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước trong thời gian tới.